Khôi rất vui được gặp quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin mời cả nhà mình cùng đến với tập 3 bộ truyện Bóng đêm và mặt trời, tác giả Nguyễn Hiền. Xin mời quý cô chú anh chị cùng lắng nghe. Ra khỏi nhà Hà My, Hưng hốt hoảng chạy nhanh về nhà. Vào nhà tắm, anh xả nước mà ghê tởm cho chính bản thân mình. Mình vừa làm gì chứ? Tại sao mình lại ngủ trong phòng cô ta? Anh suy nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra. Nhớ lại buổi tối hôm qua, từ lúc Ngọc đi đâu về, ba người ngồi phòng khách uống nước, rồi sau đó sao nhỉ? Sao anh chẳng nhớ gì hết vậy chứ? Tại sao sáng dậy anh lại nằm cạnh Ngọc? Chuông điện thoại vang lên, Ngọc gọi cho anh. Gọi gì nữa đây? Cô gọi có việc gì không? Tôi đang mệt. Ủa, hay vậy kìa, bộ có việc á, người ta mới gọi hay sao? Xin cô tha cho tôi. Anh làm việc này cho tôi thì tôi sẽ xóa hết những hình ảnh và video tối qua. Gì, cô nói đi. Hay chưa kìa, anh đến quán cà phê Y, đường X gặp tôi sau 30 phút nữa. Được rồi, tôi sẽ đến. Gọi cho Hưng xong, Ngọc bấm điện thoại gọi cho Trung. Anh yêu, mới gặp nhau tối qua mà giờ lại nhớ anh rồi à? Nhớ gì chứ, có việc cho anh nè. Kế hoạch sao rồi? Đã thành công, việc được con kỳ đà thứ hai. Muốn được thưởng thức em Hà My thì anh phải giúp em nè. Ôi, sướng quá. Em giao việc gì anh cũng làm. Tại sao cứ nhắc đến nó là anh nó lại híp mắt lên? Nó có khác gì em cơ chứ? Của lạ mà em, còn em vẫn là nhất. Chỉ được khéo nịnh thôi. Giờ em đang ở quán cà phê Y, đường X. Khoảng 30 phút nữa con kỳ đà sẽ đến. Anh đến chụp hình em với nó nhé. Anh không đi được, con vợ anh đang ở đây. Anh sẽ cho người đến giúp em nhé. Giờ mấy giờ rồi mà còn ôm vợ hả? Anh hứa sẽ ly hôn rồi cưới người ta đó. Đừng có mà nuốt lời là không xong với em đâu. Nói nhỏ thôi, để anh thu xếp. Tắt điện thoại, mặt Trung hầm hầm tức tối, miệng lẩm bẩm. Con quỷ cái, mày tưởng mày là ai chứ? Con điếm mà tướng Phượng Hoàng. Mày cứ ở đó mà mơ mộng đi. Tao có được em Hà My là tao sẽ ném mày vào thùng rác. Con nhảy ranh, dám đe dọa bố mày à? Hưng đến đúng hẹn mà lòng buồn rười rượi. Anh buồn cho số phận của mình và thương Hà My nhiều hơn. Gặp lại cô, anh tự hứa với bản thân sẽ luôn ở bên để bảo vệ cô và không bao giờ rời xa cô nữa. Vậy mà anh đã gây ra chuyện tày đình. Hà My sẽ như thế nào nếu biết rằng đêm qua, tại ngôi nhà của mình, anh đã lên giường với Bích Ngọc mà không phải là cô? Hà My sẽ đau khổ lắm. Rồi anh còn mặt mũi nào nhìn mặt mọi người nữa? Cú sốc vừa rồi là cô đã đau khổ lắm rồi. Cố gắng lắm cô mới vượt qua được. Giờ lại thêm chuyện này thì sao sống nổi đây? Vì không muốn cô phải đau khổ mà Hưng phải chấp nhận gặp Ngọc, không biết cô ta còn giở trò gì nữa đây. Nhìn thấy Hưng miễn cưỡng đến gặp mình, Ngọc tức lắm. Nhưng thôi, không sao cả. Miễn thực hiện được ý đồ là tốt lắm rồi. Cô nói không vui. Anh ngồi xuống đi. Em có ăn thịt anh đâu. Có việc gì thì cô nói đi, tôi nghe. Anh ghê sợ em tới mức đó kia à? Hãy buông tha tôi ra. Em đã làm gì đâu? Chỉ có anh đêm qua đã làm gì em? Anh còn nhớ không? Giờ em đang còn mệt mỏi rã rời đây này. Gớm, nhìn thư sinh mà khỏe ghê á. Tôi không nhớ gì hết. Tại sao tôi lại ở trên phòng của cô? Đàn ông các anh thật tệ. Thỏa mãn rồi muốn phủi tay đúng không? Thật tình em cũng yêu anh từ hồi trong trường á. Nhưng anh lúc nào cũng nghĩ đến Hà My. Em rất buồn. Cô xinh đẹp chẳng thiếu gì đàn ông. Kỳ cũng đang muốn được cô quan tâm. Tình yêu là phải được sự tự nguyện từ hai phía. Thôi, dài dòng quá. Giờ đi vào công việc chính. Anh nghe đây. Cô nói đi. Anh tìm cách nào đó cho Hà My ký tên vào tờ giấy này. Giấy nợ hả?
cô ấy có vay mượn gì đâu mà sao nhiều thế này. Có gì đâu, chẳng qua em đề phòng. Nếu một ngày cô ấy đuổi em ra khỏi nhà, cuộc đời em khổ lắm. Giờ nếu Hà My không cho em ở nữa, thì em không biết phải đi đâu. Tôi không làm được đâu. Nếu vậy, ngay ngày mai, trên mạng xã hội sẽ tràn lan hình ảnh và video clip anh đã làm gì đêm qua. Giờ anh chọn đi. Cô ác quá. Em quá nhân nhượng với anh rồi. Em chỉ muốn có chỗ ở ổn định cùng với cô ấy cho vui. Em thân con gái, không nơi nương tựa thì sẽ nguy hiểm như thế nào? Nhưng tôi biết nói thế nào để cô ấy đồng ý ký tên vào tờ giấy này. Anh tìm lý do gì em không biết. Chỉ cần những tấm ảnh kia tung lên mạng thì cô ấy còn tha thứ cho anh không? Cuộc đời anh coi như bỏ đi rồi. Nhưng cô giữ lời hứa sẽ hủy những tấm ảnh kia đi nhé. Anh yên tâm mà. Em thương Hà My lắm. Nhưng em sợ cô ấy nghe lời người khác rồi không cho em ở đó nữa, nên mới phải làm như thế này cho chắc thôi. Anh thử nghĩ xem, lúc ba mẹ cô ấy qua đời thì anh đang ở đâu? Hay chỉ có mình em bên cạnh để an ủi, động viên cô ấy? Hưng thấy Ngọc nói đúng. Nếu lúc đó không có Ngọc ở bên cạnh động viên an ủi thì Hà My chắc đã gục ngã rồi. Nhưng bây giờ phải yêu cầu Hà My ký vào tờ giấy nợ này thì vô lý quá. Nhưng nếu không làm theo ý của Ngọc thì những tấm ảnh kia sẽ được tung lên mạng. Lúc đó anh vừa mất Hà My và mất luôn cả sự nghiệp. Công ty nào sẽ nhận anh nữa? Rồi gia đình anh sẽ làm sao dám nhìn bà con chồng xóm? Chỉ nghĩ thôi là anh đã thấy rùng mình rồi. Ngọc nói chỉ để cô ấy được ở lại trong ngôi nhà với Hà My, cho có chị có em thì cũng tốt mà. Nghĩ vậy, Hưng trả lời. Được, tôi sẽ tìm cách nói với Hà My. Em cho anh 3 ngày, phải có giấy đưa em. Cô làm gì mà gấp thế? Để tôi suy nghĩ tìm cách đã. Nó yêu anh, thì anh nói gì nó chẳng nghe. Biết là thế, nhưng... Không nhân nhị gì hết. Chuyện đơn giản như vậy mà anh còn đắn đo, thì sau này lấy gì đảm bảo là anh sẽ lo cho cuộc đời của Hà My? Được rồi. Chia tay Ngọc rồi, Hưng đến nhà Hà My. Nhìn Hà My mệt mỏi mà anh thấy đau lòng quá. Anh biết nói thế nào đây? Thấy Hưng cứ ấp úng như có điều gì khó nói, Hà My hỏi anh. Anh có chuyện gì vậy? À, không, không có gì. Thế sao anh cứ ngập ngừng gì vậy? Anh... Thấy Hưng lúng túng không trả lời, đầu cúi xuống, tay vân vê tà áo, Hà My càng sốt ruột. Cô nghĩ chắc anh có điều khó nói với mình nên mới vậy. Nhưng là việc gì chứ? Cô biết anh hiền lành, sống giản đơn và hay tin người. Chính vì vậy cô rất thương anh. Nhưng cô không đoán được việc đó là việc gì. Cô hờn dỗi. Anh có chuyện gì thì nói ra để mình cùng giải quyết. Còn nếu anh không tin tưởng em, thì em nghĩ chúng ta tạm dừng mối quan hệ ở đây. Em cần thời gian để suy nghĩ. Một khi mà không tin nhau thì rất khó anh ạ. Anh sợ mất em. Em đang trước mặt anh mà. Anh nói gì vậy? Sao lại mất? Việc này chỉ có em mới gỡ rối cho anh mà thôi. Việc gì anh nói đi. Nếu khả năng em giúp được thì nhất định em sẽ giúp. Anh sợ lắm. Anh làm khổ em rồi. Nói rồi, Hưng rút trong túi ra tờ giấy ghi nợ đưa cho Hà My. Cái gì? Sao em lại ký giấy nợ chứ? Em chờ Bích Ngọc về hỏi cho rõ. Ngọc nói cô ấy chỉ muốn ràng buộc để em không đuổi cô ấy đi thôi. Ngọc cũng đáng thương lắm. Nếu vậy, chỉ cần em ký cam kết cho Ngọc ở đây là được. Cần gì phải ký giấy nợ? Anh cũng giải thích như thế, nhưng cô ấy khóc, nói không yên tâm. Em chờ Ngọc về hỏi cho rõ xem sao đã. Ngọc khó xử nên mới nhờ anh giúp đỡ. Anh lỡ nhận lời rồi. Sao anh không hỏi ý kiến em mà đã nhận lời rồi? Thôi em đừng ký. Anh bỏ đi là xong. Cô ấy không tìm được anh nữa. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Có gì anh nói anh Kiệt sẽ chăm sóc em. Không, em không cho anh đi đâu hết. Anh thật khờ quá. Hà My ôm chặt lấy Hưng và cả hai người cùng khóc.
anh tạm thời đi một thời gian, rồi sẽ tìm cách liên lạc với em. Hân nghẹn ngào. Có chắc á, là Ngọc yêu cầu em ký giấy nợ chỉ vì mục đích muốn ở đây đúng không? Chắc chắn á, Ngọc cam kết với anh như vậy. Bây giờ em ký, nhưng trước khi đưa cho Ngọc, thì anh yêu cầu cô ấy viết cam kết nhé. Anh biết rồi, khổ cho em quá. Hà My vì chiều lòng người yêu mà cầm bút ký tên vào giấy nợ rồi trao cho Hân. Cầm tờ giấy trên tay mà Hân lo lắng không biết có nên đưa cho Ngọc hay không. Nếu không đưa thì cô ta sẽ tung những tấm hình kia lên mạng. Nếu vậy thì anh sẽ mất hết, Hà My cũng sẽ rời bỏ anh. Mở tờ giấy ra đọc lại, anh thấy số tiền Hà My ký nợ là số 1 và 8 số 0, không có chữ VND, tức là 100 triệu. Nếu số tiền này mà Ngọc lật lọng, thì anh sẽ đi làm kiếm tiền trả cho cô. Có một điều anh thắc mắc là, tờ giấy nợ là chữ đánh máy, mà số tiền lại ghi bằng tay. Anh hỏi thì Ngọc giải thích là ghi cho có hình thức thôi, nên anh không hỏi nữa. Hân hẹn gặp Ngọc, thông báo Hà My đã ký. Ngọc gặp anh ở quán cà phê cũ. Vừa thấy mặt Hân, cô ta hỏi dồn: giấy đâu rồi? Đưa em xem. Từ từ đã, Hà My yêu cầu em phải viết cam kết là chỉ với mục đích được ở nhờ nhà cô ấy thôi thì anh mới đưa. Anh làm như em bỏ chạy không bằng ý. Em chỉ xem thôi mà, xem có đúng chữ ký của bạn em không, hay là anh giả mạo chữ ký của nó. Đúng, Hà My vừa mới ký xong á, là anh hẹn gặp em luôn mà. Nói rồi, Hân móc túi lấy ra tờ giấy mà Hà My vừa ký đưa cho cô. Ngọc cầm tờ giấy nợ chăm chú đọc, rồi mở túi tìm giấy bút để viết giấy cam kết. Cô ta đánh tráo bằng một tờ giấy khác, rồi làm bộ tìm không thấy, trao tờ giấy nợ cho Hân. Cô nói vẻ thật thà: em không mang theo giấy bút, anh cứ giữ giấy đó, mai mốt về nhà em viết rồi đưa cho anh. Thế những tấm ảnh kia đâu? Em đã lấy giấy của anh đâu. Hẹn gặp nhau ở nhà nhé. Nói xong, Ngọc tranh thủ rời đi. Hân ngồi một mình mà lòng buồn rười rượi. Anh thấy mình thật vô dụng. Khó khăn lắm anh mới tìm được Hà My. Anh không muốn mất cô một lần nữa. Giờ sự việc xảy ra như thế này, nếu Ngọc tráo trở thì vô tình anh lại làm khổ cô. Anh vẫn cân nhắc mình có nên đưa tờ giấy nợ này cho Ngọc không? Nhưng nếu không đưa, thì cô ta sẽ tung những tấm hình kia lên mạng thì thật khủng khiếp. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi thì mình cứ yêu cầu cô ta phải viết giấy cam kết thì mới đưa. Vậy là chắc an nhất. Sáng nay bận quá, nên Kiệt chưa có thời gian mở camera xem tình hình nhà Hà My. Giờ nghỉ trưa, anh tranh thủ mở ra xem. Anh thấy lạ quá, sao sáng nay Hân lại từ phòng của Ngọc đi ra? Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, như vậy có nghĩa đêm qua Hân không về nhà. Nhưng anh không ngủ ở phòng của Hà My mà lại ngủ ở phòng với Ngọc. Chuyện này là như thế nào? Sao anh cũng không thấy Hân nói gì? Kiệt thấy khó hiểu, nhưng anh chưa vội kết luận. Hân với Ngọc có mối quan hệ như thế nào? Nếu Hân bắt cá hai tay thì tội cho Hà My quá. May mà việc lắp camera chỉ có anh và bác biết. Hay bác ấy đã biết được gì rồi mà không nói ra? Thật lòng, từ khi ra trường, anh cũng bận đi làm nên không gặp Hân. Mãi sau này khi không liên lạc được với Hà My thì Hân mới gọi cho anh. Vậy những kế hoạch về Ngọc anh đều nói với Hân, thì liệu Hân có nói lại với Ngọc không? Anh nghĩ việc này phải báo cáo với bác Quang, không thể tự mình suy đoán rồi kết luận được. Alo, cháu chào bác à. Kiệt à cháu, bác cũng muốn gặp cháu nè, ghé bác được không? Dạ, cháu đang vẽ bản thiết kế khu nhà ở đô thị, cuối giờ chiều cháu ghé bác nhé. Vậy chiều tối cháu ghé quán cà phê nào gần cơ quan bác rồi gửi định vị cho bác nhé. Dạ bác. Hai bác cháu chọn một bàn khuất phía sau, quay ra hướng bờ sông. Thành phố về đêm thật đẹp, những ánh đèn đủ màu sắc lung linh như những vì sao nhấp nhánh. Từng cơn gió chiều
xua đi cái nóng mùa hè, tạo cho ta cảm giác thật khoan khoái dễ chịu. Sau khi xem camera và nghe Kiệt trình bày những dự đoán, ông Quang trầm ngâm rồi từ tốn nói: "Cháu có biết gì sao lần đầu mới gặp mà bác chỉ đưa danh thiếp và hẹn gặp mình cháu không?" "Dạ, lúc đó cháu cũng ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi." "Nhìn cậu Hưng, bác thấy cậu này hiền lành, có phần nhu nhược, nên việc lắp camera bác không cho Hưng biết." "Đúng rồi, với một người tham vọng và mưu mô như cô Ngọc, cậu Hưng sẽ dễ dàng bị gài bẫy." "Cháu đang thắc mắc, Hưng yêu Hà My nhưng lại ngủ với Ngọc, chuyện này không biết có khúc mắc gì không? Giả thiên Hưng bắt cá hai tay mà Hà My không biết, nếu vậy cháu sẽ không tha thứ cho cậu ấy." "Cháu quay ngược lại thời gian xem bên trong phòng Ngọc xem như thế nào." Chuyện nam nữ cháu không dám đưa cho bác." Nói rồi ông Quang xem camera trong phòng Ngọc. Ông nhìn kỹ, rõ ràng Ngọc dìu Hưng vào phòng, đặt nằm lên giường. Cô ta cởi quần áo của Hưng rồi nằm xuống bên cạnh. Lúc này Hưng nằm im bất động như đang ngủ say, mà cô ta muốn làm gì thì làm. Như vậy có thể giả thiết rằng Hưng đã bị gài bẫy giống như bà Quang. Cô ta muốn loại bỏ những vật cản để thực hiện ý đồ đen tối nào đó, và mục đích tiếp theo sẽ là Kiệt. Cô gái này quá nham hiểm nên phải hết sức cảnh giác. Quay sang Kiệt, ông nói: "Trong camera không phải Hưng tự đi vào mà do Ngọc dìu vào phòng. Như vậy giả thiết Hưng bắt cá hai tay là loại bỏ. Giờ chúng ta xem ý đồ cô ta lột quần áo của Hưng rồi nằm bên cạnh chẳng qua là gài bẫy cậu ta để uy hiếp mà thôi." "Ngọc làm như vậy để thực hiện mục đích gì?" "Theo bác, chăng cô ta cũng loại trừ những vật cản gây khó khăn cho âm mưu sắp tới của cô ta mà thôi." "Cháu hiểu rồi. Như vậy cô ta sẽ dùng những tấm ảnh này để uy hiếp cậu Hưng, là sẽ nói với Hà My. Sợ Hà My biết chuyện nên cậu Hưng phải làm theo ý đồ của cô ấy. Thật quá nguy hiểm và thủ đoạn." "Bác cháu mình phải hết sức bình tĩnh. Cô ta chưa hành động nên chúng ta chưa ra tay được. Bác lo nhất cho sự an toàn của Hà My. Nếu con bé có bệ gì thì bác biết ăn nói thế nào với cha mẹ của nó nơi chính suối." "Dạ, giờ mình phải làm gì tiếp theo ạ?" "Cháu thử đến nhà Hà My chơi xem phản ứng của mọi người thế nào." "Dạ, sáng mai cháu ghé." Chia tay Hưng, Ngọc kêu taxi đến điểm hẹn gặp Trung. Cô nàng đắc ý với chiến thắng của mình. Trung ôm hôn cô rồi nói: "Anh đã phải công nhận em cao tay." "Thằng đó thật bờm anh nhỉ." "Thì trước người đẹp như em á, nó đã hoa mắt rồi, còn nhìn thấy gì đâu chứ." "Nó bị em lừa mà không biết." "Đưa anh xem những tấm ảnh em chụp được những gì nào. Đừng nói là ngủ với nó đây nha." "Ngủ nghe gì, nó ngắm thuốc ngủ của anh nên ngủ mê mệt. Em chỉ lột quần áo của nó rồi nằm bên cạnh, chứ có làm gì đâu." "Thời đại này là gì rồi mà còn sốt lại thằng đàn ông ngu thế không biết." Hai người ôm nhau cười đắc thắng. Ngọc ổng ẹo mơn trớn Trung. Sau đó hai người lên taxi đến nhà nghỉ gần đó. Sáng nay, Kiệt xin nghỉ làm đến nhà Hà My theo sự phân công của bác Quang. Anh đến với danh nghĩa là tìm Ngọc. Đúng lúc này, Ngọc từ trong nhà đi ra như chuẩn bị đi đâu đó. Vừa nhìn thấy Kiệt là cô ta dùng dằng định quay vào, miệng lẩm bẩm: "Mới sáng sớm mà Kỳ Đà đã đến, hỏng hết việc." Ngọc tuy nói nhỏ nhưng đứng gần nên Kiệt vẫn nghe thấy. "Anh tìm anh Hưng à? Anh ấy chưa đến." "Anh tìm nó làm gì? Anh đến để gặp em." "Anh gặp em có việc gì? Em đang phải đi công việc." "Em cho anh đi với, nhớ em quá à." "Mệt quá đi." Ngọc tỏ vẻ khó chịu nhưng Kiệt vẫn bám riết. "Em vào ngồi chơi với anh một lát, anh đến tìm em mà em lại bỏ đi là sao?" "Thôi được rồi, rắc rối quá à." Ngọc đành miễn cưỡng quay vào. Đúng lúc này, Hà My từ trên lầu đi xuống. Cô muốn hỏi Ngọc về tờ giấy nợ hôm qua, nhưng Ngọc về trễ nên cô chưa hỏi được. Nhìn thấy Kiệt đang nắm tay Ngọc,
Hà My tế nhị định quay lên lầu để không gian phòng khách cho hai người tự nhiên, nhưng Kiệt nhìn thấy cô có ý định như vậy. Anh hỏi cô: Ủa, Hà My và mấy Bình Minh à? Phải như Ngọc của anh chứ, anh mà đến trễ là không gặp được rồi. Bạn ấy đi sớm về khuya nên hai đứa ít gặp nhau. Mình đi làm mà. Ồ, em làm ở đâu? Kiệt hỏi ngang. Em không nói đâu, để anh đến làm phiền em à. Anh biết chỗ còn đến đón em chứ. À, Ngọc ơi, hôm qua anh Hưng đưa tờ giấy nợ cho cậu chưa? Bạn bè sao rắc rối thế? Hà My hỏi bất ngờ, làm Ngọc lúng túng. Giấy nào? Thôi đến giờ rồi, tớ phải đi đây. Ngọc đứng dậy, đi ngay. Cho anh đi với. Kiệt gọi giới theo. Ngọc đi rồi, Kiệt vẫn thắc mắc về câu hỏi của Hà My vừa rồi. Tại sao Hưng lại phải đưa giấy nợ cho Ngọc? Tờ giấy này có liên quan gì đến việc đêm hôm trước Hưng đã ngủ tại phòng của Ngọc không? Giờ phải hỏi như thế nào đây? Quay sang Hà My, anh hỏi. Vừa rồi anh nghe em hỏi Ngọc về tờ giấy nợ nào đó mà lại liên quan đến Hưng bạn anh. Sao anh chưa nghe Hưng nói gì nhỉ? Hưng vay tiền Ngọc hay sao? Nếu cậu ấy cần thì anh sẽ giúp đỡ được mà. Dạ, không phải như anh nghĩ đâu à. Anh chưa hiểu. Là Ngọc sợ em không cho cô ấy ở đây nữa, nên cô ấy nhờ anh Hưng nói với em ký cam kết cho cô ấy bằng hình thức giấy nợ để ràng buộc em sau này không thay đổi được nữa. Cái gì? Thế em ký chưa? Em ký rồi. Tờ giấy đó đâu rồi? Em đưa anh Hưng rồi. Sao em khờ thế? Em cũng định không ký, nhưng anh Hưng đã lỡ nhận lời với Ngọc rồi, nên em không ký thì anh sẽ bỏ đi, nên em mới ký. Sao em tin người thế? Để anh gọi cho Hưng không đưa tờ giấy đó. Anh để em gọi cho anh Hưng. Hà My lo lắng. Em nói Hưng đến đây thôi nhé, không nói gì hết. Dạ. Kiệt lo lắng quá. Như vậy là Hưng đã trúng kế của Ngọc rồi. Anh không ngờ cô ta lại hành động nhanh như vậy. Hà My đã ngây thơ, mà sao Hưng cũng lại tin người đến thế? Kiệt linh cảm có điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Giờ phải làm sao đây? Cầu mong cậu Hưng chưa đưa tờ giấy đó cho Ngọc thì may ra. Kiệt lo lắng, không biết trong tờ giấy nợ đó ghi số tiền là bao nhiêu. Mà sao Hà My không vay mượn mà cũng ký nợ chứ? Trời ơi, muốn nổ tung cái đầu vì mấy người này. Em gọi cho Hưng sao rồi? Dạ, anh Hưng đang đến. Nghe anh dặn này, tuyệt đối không ký bất kỳ giấy tờ nào, và dù ai đưa cũng thế nhé. Em cũng khờ quá. Lúc đó anh Hưng dọa bỏ đi, em sợ quá nên mới ký. Gặp cậu Hưng để lấy lại tờ giấy, rồi anh sẽ nói chuyện với em sau. Khờ quá đi mất. Cầu mong anh ấy chưa đưa. Mà Ngọc cũng kỳ quá, tại sao không nói trực tiếp với em chứ? Hà My bức xúc. Biết nói với cô thế nào đây? Anh không thể nói ra việc Hưng đã ngủ trong phòng của Ngọc được. Nếu biết thì cô ấy rất sốc và cảm thấy mình bị tổn thương. Cũng không thể nói với Hà My việc lắp camera các phòng khi chưa được sự đồng ý của chủ nhà. Càng không thể nói với cậu Hưng, vì biết đâu cậu ấy lại nói với Ngọc thì hỏng hết. Giờ biết sao đây? Chỉ mong là cậu ta chưa đưa tờ giấy nợ cho Ngọc mà thôi. Còn nếu đưa rồi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hưng đến thấy Kiệt đang ở nhà cùng với Hà My. Sắc mặt của Hưng có vẻ không vui. Anh nghĩ tại sao Kiệt đến đây một mình mà không nói với anh? Hay cậu ta đang có ý định gì với bạn gái của mình? Có chuyện gì mà hai người đều căng thẳng? Hay Hà My đã nói gì với Kiệt về tờ giấy nợ kia chứ? Nói với cậu Kiệt thì được gì? Chuyện riêng của anh và Hà My thì liên quan gì đến cậu ấy chứ? Mang bộ mặt khó chịu vào trong nhà, Hưng hỏi Kiệt. Cậu đi đâu mà lại vào đây? À, tớ đến tìm em Ngọc. Thế gặp Ngọc chưa? Gặp rồi. Vậy sao cậu còn chưa về? Thấy thái độ của Hưng đối với Kiệt làm Hà My không vui. Tại sao anh Hưng lại khó chịu khi anh Kiệt đến đây chứ? Hai anh là bạn thân mà. Chẳng nhẽ anh Kiệt đến nhà cô chơi không được hay sao? Cô thấy mình phải tìm hiểu kỹ hơn về tính nết của Hưng. Từ hôm Hưng đưa tờ giấy nợ của Ngọc cho cô ký
là cô thấy anh ấy không tôn trọng mình mà tự quyết định. Còn nữa, anh Hưng gặp Ngọc ở đâu mà cô ấy khóc lóc năn nỉ nhờ anh ấy giúp đỡ? Hai người ở cùng một nhà, tại sao Ngọc không nói thẳng với cô? Biết rằng khi cha mẹ mới qua đời, cô đau đớn tưởng chừng không sống nổi. Chính trong lúc cô đơn nhất thì Ngọc xuất hiện động viên an ủi cô sớm vượt qua. Nhưng từ ngày Ngọc sống ở đây rồi Hưng đến nữa, cô nhớ lại hồi sinh viên, Ngọc cũng yêu Hưng, nhưng anh chỉ quan tâm đến cô thôi. Vậy có khi nào hai người họ có tình ý gì không? Ôi kinh khủng quá, cô không dám nghĩ nữa. Thấy Hưng không nói gì đến tờ giấy nợ, nhưng Kiệt cũng không thể đường đột hỏi chuyện đó. May mà Hà My quay sang hỏi Hưng: tờ giấy nợ em ký anh đưa cho Ngọc chưa? Anh đang giữ, vì cô ấy không mang theo giấy bút để viết cam kết theo yêu cầu của em nên anh lấy lại rồi. May quá, anh đưa lại cho em. Không được đâu, để anh nói cô ấy viết cam đoan cho em mà. Hưng lo lắng sợ Hà My thu lại tờ giấy nợ thì anh lấy gì để đưa cho Ngọc, rồi những tấm hình kia sẽ được tung lên mạng, lúc đó cuộc đời anh sẽ là dấu chấm hết. Em thật không hiểu á, lúc sáng em hỏi cô ấy là anh đưa tờ giấy nợ chưa thì cô ấy trả lời là không biết gì, giờ anh lại trả lời thế này, vậy ai mới là người nói đúng? Thấy tình hình căng thẳng, Kiệt lên tiếng can thiệp. Anh chỉ muốn xem nội dung tờ giấy là gì. Nghe Hưng nói đen dữ nên anh cũng yên tâm. Nhưng tại sao Hưng nói lại không trùng hợp với Ngọc nói lúc sáng? Anh biết Hưng đã bị Ngọc uy hiếp, dọa sẽ tung những cảnh nóng kia lên mạng. Nhưng dù thế nào, cậu ấy cũng không thể đồng lõa với Ngọc thực hiện những việc xấu xa với Hà My được. Nếu vậy, Hưng vô tình đã không bảo vệ cô, mà chỉ là một người đàn ông ích kỷ, luôn nghĩ đến mình mà thôi. Nhất định hôm nay, dù tình bạn có bị sức mẻ, thì Kiệt cũng cương quyết thu lại tờ giấy, ngăn chặn việc làm xấu xa của Ngọc. Mình chưa hiểu chuyện gì, nhưng mình thắc mắc, tại sao Hà My lại phải viết giấy nợ, trong khi không vay mượn gì cả? Không phải việc của cậu, thì cậu không nên can thiệp vào làm gì. Đúng, không phải việc của tớ, nhưng Hà My cũng là bạn, cậu cứ đàng hoàng nói chuyện, sao phải khó chịu với tớ như thế? Việc cậu đến đây một mình gặp Hà My là tớ không đồng ý rồi, giờ cậu lại can thiệp vào chuyện của hai đứa mình. Cậu về đi. Việc gì mình phải về chứ? Hà My cũng như em gái mình, nếu mình chưa xem được nội dung tờ giấy nợ thì nhất định mình không về. Bực mình quá, mình không biết cậu đang suy nghĩ những gì, hay cậu muốn là người thứ ba chen chân vào cuộc tình của mình với Hà My? Anh nói nhảm nhí gì thế? Hà My thấy hai người cãi nhau liền quay sang Hưng gay gắt. Em cũng bên cậu ấy hả? Anh biết ngay mà, cậu ấy lấy cớ tìm Ngọc, nhưng thực chất là muốn gặp em thôi. Chính vì thế anh phải bảo vệ tình yêu của mình. Em không ngờ anh lại suy nghĩ như vậy. Anh nghĩ em là gì chứ? Anh quá coi thường em rồi. Anh xin lỗi nếu đã nói những lời không đúng. Giờ anh đưa lại tờ giấy nợ em ký hôm qua đi. Anh hứa với Ngọc rồi, nên em đừng làm khó anh. Em có nói là thu lại tờ giấy đó đâu, em chỉ đọc lại nội dung thôi mà, hôm qua em mới xem sơ thôi. Cũng không có gì quan trọng, em yên tâm mà. Em hứa sau khi xem xong sẽ đưa lại cho anh đưa Ngọc. Em hứa nhé. Em hứa. Không còn cách nào khác, Hưng đành đưa tờ giấy nợ cho Hà My. Mở ra xem, cô sửng sốt hỏi anh: Hả? Tờ giấy hôm qua em ký không phải tờ này, vậy tờ kia đâu rồi? Tờ này mà. Anh đưa cho cô ấy xem, rồi anh thu lại ngay mà. Mặt Hưng tái mét, miệng lắp bắp không nói thành tiếng. Trời ơi, anh bị đánh tráo rồi. Chỉ cần nghe những câu nói đó, Hưng khuỵu luôn xuống trong sự bất lực, hai hàng nước mắt cứ chảy dài. Anh khóc cho ai? Cho anh hay cho Hà My đã vì anh mà gặp nạn? Nỗi đau thương mất cả cha lẫn mẹ còn đó, dành khăn tang còn chưa được tháo xuống. Trên bàn thờ, ba của Hà My nhìn anh thật căm phẫn. Anh khóc ư? Đồ hèn nhát và ích kỷ, anh chỉ lo cho sự an toàn của bản thân mình mà bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Anh lợi dụng sự ngây thơ và lòng thương của cô ấy
để tiếp tay cho con ác quỷ Bích Ngọc hãm hại Hà My. Anh là thằng đàn ông tồi, thằng đàn ông ích kỷ, nhu nhược, hèn nhát. Hưng loạn choạng chạy ra giữa sân, ngửa mặt lên trời gào khóc. Trời ơi! Rồi cứ thế, hai chân trần của anh chạy ra ngoài đường. Hưng ơi! Kiệt lao theo định kéo Hưng lại, nhưng anh cũng không còn sức lực mà níu kéo con người này nữa. Nhìn Hà My đổ gục trên ghế, Kiệt không biết phải làm sao. Anh cầu cứu bà Quang. Bác ơi, bác đến ngay đi ạ. Có chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Bác đến ngay đi ạ. Hà My ngất xỉu rồi. Bác đến ngay. Chưa tới 10 phút, bà Quang đã có mặt. Anh vội vàng bế xốc Hà My lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện. Vì cú sốc quá đột ngột nên Hà My đã bị tụt huyết áp, rồi ngất xỉu không biết gì nữa. Cô mềm nhũn trong tay Kiệt. Bà Quang mặc dù chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng bà cũng linh cảm đã xảy ra chuyện chẳng lành. Trước tiên hãy lo cứu Hà My đã, rồi tính sau. Đến bệnh viện, Kiệt bế cô lao vào phòng cấp cứu, miệng la lớn. Cứu người! Bác sĩ ơi! Cứu người! Anh bình tĩnh đặt cô ấy xuống để chúng tôi cấp cứu. Bác sĩ ơi! Cứu cô ấy! Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Mời anh ra ngoài để chúng tôi làm việc. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại sau lưng Kiệt một cách tàn nhẫn. Anh thẫn thờ bước đi như người mất hồn. Bà Quang cũng lúng túng chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biên gọi điện cho chồng. Anh ơi! Anh ơi! Có chuyện gì thế? Em đâu ở đâu à? Anh lên bệnh viện y ngay đi anh! Lên nhanh lên! Em bình tĩnh, anh đến ngay. Tưởng vợ có chuyện gì, ông Quang cuống quýt vội chạy đến bệnh viện. Không kịp gửi xe, ông chỉ nói dỗ với bảo vệ nhờ gửi giùm, rồi chạy thẳng về phòng cấp cứu. Sở dĩ ông Quang lo cuốn lên như vậy là do vợ ông bị bệnh tim, hiện nay vẫn đang điều trị ngoại trú. Vì ba mẹ Hà My mất đột ngột, Hà My là con gái, nên ông tâm sự với vợ và bà Quang cứ nằng nặc đòi sang chăm con bé. Chứ thực lòng, ông không muốn cho vợ mình phải xúc động vì bất kỳ lý do gì. Đến trước cửa phòng cấp cứu, ông thấy vợ ông và Kiệt đang ở đó. Cả hai đều buồn và mệt mỏi. Đỡ vợ ngồi xuống ghế, ông ôm vai bà, dỗ nhẹ động viên. Em bình tĩnh, có anh ở đây rồi, không được xúc động nhé. Cô dì từ từ nói anh nghe. Anh ơi, con bé gặp chuyện rồi, đang ngất xỉu trong đó. Chuyện gì? Em không biết. Được rồi, em không biết là tốt, để bác cháu anh giải quyết. Nói rồi, ông quay sang Kiệt. Con ra ngoài với bác. Dạ bác. Nhìn nét mặt của Kiệt thể hiện lo lắng và đau khổ, ông Quang chạnh lòng và thương cảm với chàng trai này. Ông biết Kiệt cũng có tình cảm với Hà My, nhưng cô đang yêu Hưng nên anh lùi bước. Hai bác cháu ra dãy ghế đá trước phòng cấp cứu, ngồi xuống. Vỗ vai Kiệt, ông động viên. Bình tĩnh nào chàng trai, đã xảy ra chuyện gì? Kể cho bác nghe rồi tìm cách xử lý. Mình chậm một bước rồi bác à. Kiệt kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông Quang nghe. Cô này ranh ma quá. Bác nghĩ cô kẻ giật dây phía sau, mình không chủ quan được. Điều cháu lo nhất là cô ta đã giữ tờ giấy nợ mà Hà My đã ký. Sao con bé này khờ quá, không vay mượn mà ký giấy nợ là sao? Còn cậu Hưng nữa, thiệt tình á. Cậu Hưng dọa bỏ đi nên cô ấy mới ký. Số tiền ghi trong giấy nhiều không? Trong giấy chỉ ghi 100 triệu, nhưng phía sau để trống. Ngay cả chữ VND viết tắt của chữ Việt Nam đồng cũng không có. Giờ cô ấy ghi thêm bao nhiêu số không nữa thì thật sự rất nguy hiểm. Hưng đưa tờ giấy cho bác Quang. Con cáo già này thật nguy hiểm, phải hết sức bình tĩnh. Cậu Hưng đâu rồi? Khi biết bị lừa, cậu ấy gào khóc và bỏ chạy rồi. Ta phải hành động thôi, không thể kéo dài được nữa. Trước mắt đưa con bé sang nhà bác cho an toàn. Cháu sợ Hà My không đồng ý. Chờ con bé tỉnh lại đã, giờ bác phải đi có việc. Cháu ở đây chăm sóc bác gái và Hà My nhé. Dạ bác. Ông Quang bấm điện thoại gọi cho một ai đó, rồi dội vàng đi ngay.
tại một quán cà phê. Hai người đàn ông đang ngồi trong một bàn khuất phía sau. Tại đây vẫn có thể quan sát ra bên ngoài. Cả hai người đều im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Lúc sau, ông Quang lên tiếng. Anh bối rối quá, không nghĩ ra được cách gì. Cô bé này quá sơ hở, trước mắt phải điều tra từ cậu Hưng xem cậu ta thông đồng với cô Ngọc hay cũng chỉ là nạn nhân. Rất tiếc là không có bằng chứng nào chứng tỏ rằng cậu này đã đưa tờ giấy đó cho cô Ngọc. Anh không ngờ cô ta ra tay quá nhanh. Rất khó anh à, trong tay mình chưa có một bằng chứng nào hết. Anh định đưa con bé sang nhà anh lo con bé bị hại. Không được, nếu không tung con mồi ra thì không bao giờ bắt được mẹ cá lớn. Anh cứ xem như mình chưa biết gì, tham vọng của cô ta chưa dừng lại nếu vẫn còn cơ hội. Nhưng sự an toàn của con bé, em sẽ cho người theo sau bảo vệ cô ấy. Em về trước nhé. Nói rồi, người đàn ông ít tuổi đứng dậy ra về. Ông Quang ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi lẳng lặng thanh toán tiền cà phê và ra về. Ông không quay trở lại bệnh viện mà về thẳng cơ quan. Ông trách bản thân mình quá chủ quan và coi thường đối thủ. Kế hoạch tiếp theo của cô ta sẽ là gì? Ông phải làm sao đây? Bằng cách nào để Hà My tin tưởng và hợp tác? Ông không muốn vợ ông sẽ là đối tượng để cô ta nhắm vào. Rõ ràng không chỉ mình cô Ngọc mà có kẻ giật dây phía sau. Ông còn lo lắng cho sự an toàn của Kiệt nếu anh cứ là vật cản của cô ta. Nhưng nếu ai cũng sợ liên lụy thì ai sẽ bảo vệ cho Hà My? Ông lững thững đi sang phòng làm việc của ba Hà My. Căn phòng này mặc dù chủ nhân đã không còn, nhưng ông vẫn chưa muốn dọn đi. Ông như muốn níu giữ một cái gì đó. Bản vẽ đang dở dang vẫn còn trên bàn. Laptop chưa đóng lại, chỉ có chiếc ghế đã nguội lạnh thiếu dáng hơi ấm của chủ nhân. Ông lại gần và lặng lẽ ngồi xuống mà hai hàng nước mắt bỗng chảy từ lúc nào. Sự việc xảy ra quá nhanh. Trong phút chốc, ông mất đi người bạn thân thiết, một người đồng nghiệp tài năng. Nhớ ngày nào, ba của Hà My còn đang là giảng viên đại học, nhưng ông Quang cố gắng thuyết phục để trở về cơ quan ông làm việc. Thế mà giờ đây... Mệt mỏi, căng thẳng, ông Quang gục đầu xuống bàn và thiếp đi lúc nào không biết. Trong ranh giới nửa tỉnh nửa mê, ông thấy có người lay vai ông, miệng nói: "Tủ tài liệu, tủ tài liệu." Giật mình, ông Quang bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh. Rõ ràng ông nghe có tiếng người nói, nhưng sau giờ đây căn phòng vẫn vắng lặng, chỉ mình ông ngồi trên chiếc ghế. Ông chợt nhớ câu: "Tủ tài liệu." Ông luống cuống tìm tủ tài liệu, nhưng tủ đã khóa, chìa khóa ở đâu để mở đây? Lục tìm khắp các ngăn kéo cũng không thấy. Ông sực nhớ đến đồ dùng của hai vợ chồng khi bị tai nạn, công an đã giao lại cho gia đình. Nhưng lúc đó Hà My đang cấp cứu ở bệnh viện, nên ông đã đứng ra ký nhận. Và hiện nay, ông vẫn đang để ở nhà. Vội vàng chạy về nhà, ông Quang lục tìm trong túi đồ thì thấy chùm chìa khóa, một số giấy tờ, điện thoại, một thẻ ATM và một số tiền mặt. Cầm các thứ trên tay mà ông không cầm được nước mắt. Ông nhớ lắm người em đã cùng ông vượt qua giai đoạn khó khăn. Ông nghẹn ngào: "Em có linh thiêng thì phù hộ cho con bé được bình an. Anh sẽ thay em lo cho con bé, nhưng anh lo lắng lắm, không biết có bảo vệ được con bé không." Sự việc xảy ra sáng nay quá bất ngờ. Ngọc bực tức lắm. Cô ghét cay ghét đắng thằng cha Kiệt quá khôn ranh, luôn cản trở cô khi thực hiện ý đồ. Không được, ai dám ngăn cản cô đều phải trả giá đắt. Nhưng làm sao để triệt hạ được đây? Cô gọi cho Trung. "Alo, anh ở đâu á? Có chuyện gì không? Anh gặp em ngay nhé, chỗ cũ." Biết Trung mê Hà My, cô giấu tờ giấy nợ mà chỉ sai khiến Trung giúp cô trừ khử Kiệt. Coi như thế thì Trung mới có cơ hội để tiếp cận người đẹp. Con sói háo sắc này trước sau cũng trúng kế của cô thôi. Một ngày nào đó, cô trở thành bà hoàng ngồi trên đống tiền. Một kẻ như Trung làm sao dám sánh với cô?
cô sẽ ném vào thùng rác không thương tiếc. Còn bây giờ, kế hoạch chưa xong, cô vẫn còn cần để sử dụng. Khoảng 15 phút thì Trung tới, cô ướt át nhõng nhẽo. Em buồn quá à. Ai làm vợ anh buồn nào? Nói anh nghe. Thì thằng cha Kiệt đó, hắn mê em nên cứ đi theo em thôi. Hắn sẽ cản trở em với anh đó. Thằng Kiệt là thằng nào? Dám trêu chọc vợ anh hả? Sáng nay hắn đến sớm đòi đi theo em. May mà em nhanh chân thoát ra xe được đó. Anh phải bảo vệ em. Em sợ lắm. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao? Thằng này quá láo. Anh sẽ cho người chặt chân nó, để nó ngồi một chỗ, khỏi phải làm phiền em. Làm vậy lại liên quan đến công an đấy. Anh cho người gây nên một vụ tai nạn là được rồi. Hà My tỉnh dậy, cứ nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Cô không buồn sâu được khi một người là bạn thân và một người cô yêu thương hơn cả bản thân mình. Vậy mà tại sao họ nỡ đan tâm cấu kết với nhau để hãm hại cô? Sao mọi người quá tàn nhẫn với cô như vậy? Cô tự trách bản thân mình đã quá tin người và mất cảnh giác. Nhưng hai người đó là thân nhất với cô. Đành rằng tính Ngọc ích kỷ hay ganh tị với cô khi còn là sinh viên. Nhưng cô cũng không thể nào ngờ rằng một ngày nào đó Ngọc sẽ phản lại cô. Cô rất tốt với bạn ấy mà. Còn Hưng, sao anh lại thế nhỉ? Anh nói gặp Ngọc và Ngọc khóc lóc thật đáng thương. Hai người đã gặp nhau khi nào? Sao anh giấu cô những chuyện đó? Lúc cô muốn xem lại tờ giấy ghi nợ thì nét mặt của Hưng hoảng hốt như sợ một cái gì đó ghê gớm lắm. Sau chuỗi lại tất cả sự việc, cô thật hoang mang, không biết đâu là thật, đâu là giả. Để rồi bây giờ hoảng sợ, lo lắng. Kiệt biết Hà My đã tỉnh, nhưng anh chưa vào vì biết cô đang suy nghĩ và hoang mang. Anh biết nói gì bây giờ, bởi khi sự việc xảy ra, cả Hưng và Hà My có ai nói gì với anh đâu. Để rồi giờ đây, khi mọi việc đã dở lỡ rồi, thì khả năng của anh cũng không giải quyết được gì. Đành chờ bác Quang nhờ bên công an can thiệp thôi. Thấy Kiệt cứ đứng bên ngoài nhìn vào phòng, bà Quang hỏi nhỏ. Hà My tỉnh chưa con? Dạ tỉnh rồi bác à. Sao cô không vào? Cháu nghĩ cô ấy cần yên tĩnh để suy nghĩ. Cũng đúng. Vì trước khi cho Ngọc đến ở, bác đã nhắc nhở rồi, nhưng con bé không nghe. Cậu Hân thì hèn nhát, mất cảnh giác, giờ mới nhận ra thì muộn rồi. Nó còn gấp lửa bỏ tay người, vu oan cho bác. Cô ta bắt đầu hành động rồi. Nhưng quan trọng á, Hà My phải cùng hợp tác mới được. Để bác khuyên con bé. Dạ cảm ơn bác. Nhờ bác lựa lời phân tích cho cô ấy hiểu à. Bà Quang vào phòng. Hà My mặt đầm đìa nước mắt, ôm chầm lấy bà mà thổn thức. Bác ơi, giờ phải làm sao đây bác? Vợ, cháu đã tin lời bác chưa? Bác đã nói Ngọc là người bạn tham vọng ích kỷ mà cháu không tin, vẫn bảo vệ cô ấy. Cháu vẫn không tin là Ngọc hại cháu. Tối bạn ấy về, cháu sẽ hỏi. Cháu hỏi lúc sáng rồi mà Ngọc có nhận đâu. Cô ta giờ đã thay đổi, không còn như ngày xưa học cùng với cháu nữa. Cháu không biết bạn ấy làm vậy để làm gì? Để đưa giấy nợ ra. Và cháu phải trả tiền cho cô ấy. Cháu đã ký vào giấy nợ, đồng nghĩa với việc cháu đã vay tiền của cô ấy. Cháu dại quá, không thể ký linh tinh được. Tại anh Hưng dọa bỏ đi nếu cháu không ký. Sao lúc đó cháu ngu quá? Thôi, mọi việc đã xảy ra rồi. Cháu phải cảnh giác và hết sức bình tĩnh. Không biết cô ta còn giở trò gì nữa. Nếu vậy, cháu không cho bạn ấy ở nhà cháu nữa là xong mà. Nếu vậy, cô ta sẽ lật mặt và đòi nợ cháu, bởi cháu đã ký giấy nợ rồi. Trời ơi, cháu không có tiền. Thẻ ATM của cháu đâu rồi? Cháu đưa cho bạn ấy đi rút tiền đóng tiền học rồi.
sao cháu không đi rút? Trời ơi, khờ quá con ơi! Biết rằng bây giờ có nói như thế nào thì Hà My cũng chỉ có khóc và thêm hoảng sợ mà thôi. Bà cũng buồn bởi mẹ của Hà My vì quá cưng chiều con mà không chỉ bảo cho con phải cảnh giác khi xã hội bây giờ đầy rẫy những lọc lừa. Khi không may xảy ra tình trạng bất khả kháng thì con mình cũng được trang bị sẵn kiến thức nên không bị bất ngờ. Ngay trong thẻ có bao nhiêu tiền con bé cũng không biết. Vậy bây giờ Ngọc có rút hết tiền thì cũng biết hỏi ai. Khi người chuyển tiền vào tài khoản cho con là ba của Hà My thì đã qua đời. Cầm chùm chìa khóa trên tay mà ông Quang không bình tĩnh nổi nữa. Điện thoại bị ngâm nước quá lâu nên đã bị vô hiệu hóa. Ông Quang giao lại cho bên công an để khôi phục dữ liệu. Trong tủ tài liệu, ngoài tài liệu thiết kế, ba của Hà My còn ghi chép cụ thể từng tài khoản, mật mã mở két sắt. Hàng tháng chuyển tiền cho con gái, chuyển tiền đóng tiền học cho con anh Tài lái xe, tiền làm từ thiện và các khoản chi tiêu khác. Theo như sổ ghi chép, thì hàng tháng ba của Hà My đều chuyển vào tài khoản bằng 1/5 số tiền lương để tặng con gái. Hiện nay, trong tài khoản của Hà My có số tiền không phải nhỏ. Ông Quang đắn đo, có nên nói cho Hà My biết không? Con bé còn khờ lắm, nếu không cảnh giác lại sẽ bị lừa nữa. Ông gọi cho Kiệt. Alo, cháu đang ở đâu? Dạ, cháu và bác gái vẫn đang ở bệnh viện. Tình hình con bé sao rồi? Đã tỉnh chưa? Dạ tỉnh rồi ạ. Hà My đang nói chuyện với bác gái trong phòng. Bác đến ngay, cháu ra cổng bệnh viện vào quán cà phê gần đó, bác bàn với cháu một chút. Dạ bác. Ông Quang và Kiệt gặp nhau trong quán cà phê. Ông nói với Kiệt sẽ thuyết phục Hà My mang giấy tờ tùy thân đi sau kê tài khoản để lấy bằng chứng việc Bích Ngọc đã rút tiền. Cho dù tình huống nào xảy ra cũng vẫn im lặng để tiếp tục theo dõi bắt quả tang thì pháp luật mới can thiệp được. Ông giao cho Kiệt phải theo dõi camera 24/24 để còn can thiệp kịp thời. Ông cũng hỏi ý kiến Kiệt xem có nên nói cho Hà My mật mã két sắt không. Suy nghĩ một hồi, Kiệt nói không nên nói cho Hà My vào lúc này vì cô ấy hay tin bạn nên dễ bị dụ dỗ. Ngay cả thẻ ATM cũng giao cho Ngọc, không biết trong đó còn bao nhiêu tiền. Sau khi thống nhất ý kiến, hai bác cháu trở vào bệnh viện. Lúc này, bà Quang đang tìm Kiệt để thu xếp cho Hà My về. Vừa nhìn thấy anh, bà Quang vội hỏi. Cháu đi đâu thế? Bác tìm mãi. À, cháu ra ngoài có chút việc. Lúc về gặp bác Quang ngoài cổng. Tình hình cô ấy ổn chưa ạ? Ổn rồi, con bé ngây thơ quá. Nhà con một nên chỉ biết ăn học. Việc gì cũng mẹ lo nên cứ tưởng ai cũng tốt giống mình. Dạ, cháu gặp cô ấy một chút ạ. Kiệt vào phòng, Hà My nhìn thấy anh ngại ngùng khó nói. May mà sáng nay Kiệt đến nhà tìm Ngọc nên chứng kiến sự việc xảy ra. Sợ Kiệt thân mật với Ngọc nên cô giữ ý không nói gì. Chị Lý Nhí cảm ơn anh đã giúp đỡ cô đưa vào viện và điện cho bà Quang kịp thời. Thấy vậy, Kiệt ngồi xuống giường nói chậm rãi. Em bình tĩnh nghe anh nói đây. Dạ, có chuyện gì à? Đúng lúc này, ông Quang đi vào, thấy Kiệt lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu. Ông ngồi xuống cầm tay Hà My, khuyên nhủ và động viên cô. Quay sang nhìn Kiệt, ông Quang nói. Ba mẹ cháu không may qua đời, bác sẽ thay ba mẹ chăm sóc cho cháu. Bác thì bận công việc ở cơ quan, bác gái sức khỏe cũng không tốt, do đó bác nói Kiệt đến nhà cháu. Nhưng vì sợ Ngọc nghi ngờ nên Kiệt đành nói đùa là đến tìm cô ấy. Bác cũng rất quý Hưng, nhưng cậu ấy hay tin người và mất cảnh giác. Nên có gì cháu trao đổi với anh Kiệt nhé, hoặc gọi trực tiếp cho bác cũng được. Cháu buồn lắm, cháu cũng không hiểu điều gì đang xảy ra. Ngọc là bạn thân với cháu, mà sao giờ cháu phải cảnh giác với cô ấy? Anh Hưng là người yêu của cháu, lại làm khổ cháu là sao? Cháu vẫn không tin đúng không? Dạ, cháu chưa giải đáp được những thắc mắc ạ. À. Khi còn sống, ba cháu có nói với bác là mỗi tháng chuyển vào tài khoản của cháu số tiền bằng 1/5 bản lương. Vậy cháu có biết hiện nay cháu có bao nhiêu tiền trong tài khoản không? Dạ, cháu không biết. Thẻ ATM của cháu đâu rồi? Hôm Ngọc hỏi dây tiền đóng học phí,
cháu định đi rút đưa cho cô ấy vay. Nhưng Ngọc nói đưa thẻ cho cô ấy rút rồi đóng luôn. Ngọc đã nghỉ học, nhưng vẫn hỏi vay tiền em để đóng học phí. Mục đích là biết mật khẩu thẻ của em mà thôi. Kiệt lên tiếng. Theo bác thế này, giờ bác với các con lên ngân hàng sau kê tài khoản là biết ngay. Con đồng ý không? Dạ. Lững lững một hồi, Hà My miễn cưỡng gật đầu. Ba bác cháu cùng đến ngân hàng. Hà My lý nhí đi theo Kiệt vào ngân hàng. Nhìn cô ngơ ngác, thật tội nghiệp. Nhận kết quả sau kê mà bác Quang giận tím mặt, bởi Ngọc đã rút toàn bộ số tiền trong tài khoản. Ngày tháng rút tiền, hệ thống ngân hàng đều ghi rõ. Nhìn Hà My vẫn vô tư nói chuyện với Kiệt, ông Quang suy nghĩ không biết nên nói với cô thế nào. Nhìn bác Quang trầm ngâm, Hà My hỏi. Được chưa bác? Xong rồi. Bạn Ngọc rút tiền vay của cháu rồi à? Tài khoản hiện nay không có tiền. Hả? Ba cháu cho cháu mà. Cháu bình tĩnh nghe bác nói. Cháu vì quá tin bạn nên đã bị bạn lợi dụng rút hết tiền trong tài khoản của cháu. Số tiền đó giờ đi đâu bác sẽ nhờ bên công an giúp đỡ. Nhưng cháu phải hết sức cảnh giác và không được tin vào Ngọc bất cứ lúc nào. Cháu nhớ chưa? Ngọc còn lục tìm gì đó trong phòng của ba mẹ em nữa. Kiệt nói thêm vào. Không phải. Hôm em hỏi thì Ngọc nói nhìn thấy bác Quang đang lục tìm gì đó, nên em thôi không hỏi nữa. Cô ấy không tốt, em sẽ nói Ngọc thu xếp chuyển đi nơi khác. Không được, em không nhớ tờ giấy nợ em đã ký à? Bây giờ phải làm sao à? Trước tiên, việc rút tiền trong tài khoản của cháu chỉ có ba người chúng ta biết. Bây giờ cháu không được để lộ ra bất kỳ hành động nào. Cháu vẫn vui vẻ bình thường để cô ta không cảnh giác gì. Có gì phải báo cho bác ngay. Ông Quang dặn dò Hà My. Dạ, cháu biết rồi. Từ ngày mai, Kiệt phải thường xuyên bám sát nhà của Hà My, nhất là những lúc Ngọc đang ở nhà. Có gì báo cho bác biết. Dạ, bác yên tâm ạ. Sáng nay như thường lệ, Kiệt lại đến quán cà phê đối diện nhà Hà My để canh chừng. Còn khoảng 200 mét nữa thì đến nơi. Anh đang chạy, bỗng thấy hai thanh niên xăm trổ chạy vụt qua, ngoái đầu nhìn vào mặt anh. Cảnh giác, Kiệt chạy chậm và tấp sát vào bên lề đường đề phòng. Đúng lúc này, một tên ngồi sau giơ chân đạp thẳng vào người anh. Mất đà, cả người anh và xe đều lao vào quán ven đường. Bị Ngọc lừa dối, Hưng như một kẻ điên, anh quyết tìm Ngọc cho bằng được để hỏi tại sao cô lại làm như vậy với anh. Nhưng Ngọc đã khóa điện thoại, không còn cách nào khác. Anh phải ngồi quán cà phê đối diện nhà Hà My để chờ gặp Ngọc về. Anh ân hận và giận bản thân mình đã quá tin người nên dễ dàng bị cô ta lừa. Hậu quả thật khôn lường. Vô tình, anh đã tiếp tay cho cô ta để hại Hà My. Giờ anh còn mặt mũi nào để gặp Hà My nữa? Anh thấy mình thật ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình. Anh lo sợ cô ta còn tiếp tục giở trò gì tiếp theo để hại Hà My. Cuộc đời anh coi như đã chấm dứt. Khi một ngày nào đó, cô ta sẽ tung những tấm hình kia lên mạng. Anh thật mất cảnh giác, giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi. Đang mãi suy nghĩ, anh thấy tiếng nói lao xao trong quán về một vụ tai nạn cách đó không xa. Tiếng người phụ nữ bức xúc. Khốn nạn quá, người ta đã đi sát bên lề rồi mà hai thằng du côn còn đạp người ta té. Loạn mất rồi. Chắc có mâu thuẫn với nhau. Mâu thuẫn gì? Anh này hiền lành, còn hai thằng kia lưu manh. Người phụ nữ ngồi xuống ghế rồi nhưng vẫn còn bức xúc. Tai nạn nào vậy cô? Hưng hỏi. Ngay gần đây thôi, khổ thân cậu ấy có một mình. Để cháu chạy đến xem có giúp được gì không. Đúng rồi, làm phước đi cháu, cầu mong cho cậu ấy không sao. Hưng chạy về hướng người phụ nữ chỉ. Anh thấy bên vệ đường một đám đông đang xúm lại nên tiến lại gần. Anh sửng sốt khi nhận ra người bị tai nạn chính là Kiệt bạn anh. Kiệt đang ngồi ôm chân ra chiều đau đớn lắm. Hưng vội đỡ bạn đứng dậy, nhưng Kiệt ra hiệu cho Hưng để anh ngồi yên. Gặp Hưng trong hoàn cảnh này cũng làm Kiệt quá bất ngờ. Hưng làm gì ở đây? Tại sao lại biết anh bị té xe mà đến? Hưng có liên quan gì đến việc hai tên côn đồ hãm hại anh không?
biết rằng đó chỉ là những giả thiết, nhưng qua sự việc vừa rồi, Kiệt vẫn phải cảnh giác. Anh nói, mình không sao, cậu vào xem quán của bà cụ đó thiệt hại gì không. Cậu đi đứng thế nào mà lại té xe? Chuyện dài lắm, mình sẽ nói với cậu sau. Hưng đi vào cùng chị phụ nữ con gái bà cụ thu dọn bàn ghế gãy đổ. Thấy hai chàng trai hiền lành nên chị chủ quán cũng không làm khó dễ. Lúc này Kiệt lấy điện thoại gọi nhanh cho bác Quang. Alo, cháu chào bác. Sao rồi, con nói đi. Cháu nói nhanh vì Hưng đang ở đây. Cháu bị hai thằng du côn đạp té xe gây tai nạn, nhưng không nặng. Cháu nghĩ do cô ta làm. Giờ cháu đi về hay sao ạ? Cháu ngồi yên đó tỏ ra đau đớn. Bác báo công an lập biên bản. Sau đó về nhà Hà My, rồi bác sẽ tới. Dạ bác. Từ trong quán, Hưng thấy Kiệt đang gọi cho ai đó. Nhưng khi anh trở ra thì cậu ta lại tắt máy. Như vậy là sao chứ? Ai đã gây ra vụ tai nạn này? Có phải Ngọc không? Mà cô ta gây ra cho Kiệt để làm gì chứ? Hay cậu ta lại mâu thuẫn hiềm khích với ai? Thấy Kiệt đang đau nên Hưng cũng không hỏi nhiều. Ngay lúc đó có hai cảnh sát giao thông đến lập biên bản, chụp hiện trường, lấy lời khai những người xung quanh. Ai cũng bức xúc bởi hành động của hai tên côn đồ. Anh công an nói với Kiệt, anh có sao không? Có cần đến bệnh viện để kiểm tra không? Dạ, tôi có nhà người quen gần đây, nhờ các anh làm ơn cho tôi đến đó. Nếu chân tôi có làm sao thì người nhà sẽ đưa tôi đi bệnh viện. Chiếc xe bị hỏng, anh tính thế nào? Dạ, các anh đưa lại nhà người quen giùm. Khỏe rồi tôi sẽ đi sửa, giờ có biết ai đâu mà bắt đền. Nghe tiếng chung cửa, Hà My nhìn xuống, thấy Hưng đang dìu Kiệt đứng trước cổng, lại có anh công an đứng bên cạnh. Cô hốt hoảng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô muốn xuống mở cửa, nhưng khi nhìn thấy Hưng, cô lại không muốn gặp. Tình huống này thật khó xử, không mở không được, vì nhìn Kiệt có vẻ đau đớn lắm. Suy nghĩ một hồi, cô xuống mở cửa cho mọi người vào. Gặp Hà My, Hưng bối rối cứ đứng như trời trồng, bởi anh biết cô giận anh nhiều lắm. Đỡ Kiệt ngồi xuống ghế, anh cáo từ ra về. Cậu giữ sức khỏe, có cần gì thì gọi cho mình nhé. À, cảm ơn cậu, mình sẽ gọi lại sau. Bác Quang sắp đến nên Kiệt cũng không muốn giữ Hưng lại. Sự việc vừa qua chưa biết đúng sai thế nào nên cẩn thận dẫn hơn. Hưng về rồi, Hà My có vẻ tự nhiên hơn. Cô buồn lắm khi nhìn bóng Hưng lầm lũi bước ra cửa, đầu cúi xuống. Cô nghe rõ giọng anh nghẹn nghẹn như muốn khóc khi nói với Kiệt để ra về. Cô muốn chạy lại ôm lấy anh và nói anh hãy ở lại với cô. Nhưng cô phải kiềm chế bản thân mình. Bác Quang đã dặn rồi. Sự việc xảy ra vừa rồi, chưa biết rõ Hưng là đồng phạm với Ngọc để hại cô hay anh cũng chỉ là nạn nhân. Trước mắt cô phải cảnh giác. Nhưng dù anh ở vai trò nào, cô cũng không thể tha thứ cho anh. Sự việc đó giờ đây cũng chưa biết phải giải quyết như thế nào. Cô không cho phép mình vì tình cảm mà mềm lòng. Lại gần Kiệt, Hà My lo lắng khi nhìn anh ôm chân đau đớn. Cô vội hỏi, anh bị té xe à? Có nặng lắm không? Em kêu xe đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhé. Anh không sao, ngồi một chút sẽ đỡ thôi. Giờ phải làm sao đây? Em đưa anh đi bệnh viện mà. Em gọi cho bác Quang giúp anh. Dạ. Hà My lo lắng sắp khóc. Mấy phút sau ông Quang đến. Kiệt kể cho ông Quang và Hà My nghe về diện có hai thanh niên muốn hãm hại anh. May mà anh phát hiện ra nên cảnh giác chạy chậm sát bên đường. Nếu không thì... Quá tàn nhẫn. Chúng làm vậy để thực hiện kế hoạch. Cháu nghĩ chúng đang dẹp các vật cản để hãm hại Hà My. Khốn nạn, bác sẽ không tha cho nó. Bác ơi, chúng nó là ai à? Bác và anh Kiệt nói gì cháu không hiểu. Hà My lên tiếng. Cháu bình tĩnh nghe bác nói. Bác cũng chưa biết là ai, mà chỉ là dự đoán thôi. Nên cháu phải hết sức cẩn thận, không được tin bất kỳ ai, nhớ chưa? Dạ, cháu sợ lắm. Giờ chân cậu Kiệt bị đau, không đi lại được. Bác nhờ cháu chăm sóc cho cậu ấy, có được không? Ông Quang chợt lóe lên ý tưởng tương kế tự kế.
Cô ta không muốn Châu Kiệt lui tới để dễ dàng hành động, thì ông Châu Kiệt ở luôn nhà Hà My, xem cô ta còn giở trò gì nữa. Cháu á, chăm như thế nào ạ? Hà My lúng túng đỏ bừng mặt. Cháu không ở đây đâu ạ, sẽ phiền cho cô ấy. Kiệt chưa hiểu ý của ông Quang nên giãy nảy. Hai đứa này. Ông Quang cười và nháy mắt với Kiệt. Nhà cháu... Hà My ấp úng. Em cho anh tá túc ít bữa ở phòng khách thôi. Anh ngủ tạm ở ghế sofa cũng được mà. Kiệt giả bộ ôm chân. Nhưng sao? Cứ thống nhất vậy đi nhé. Bác gái sẽ thường xuyên đến đây phụ với cháu. Ông Quang cười. Dạ, có anh Kiệt ở phòng khách, cháu cũng đỡ sợ. Nhưng cháu không biết phải chăm ảnh như thế nào. Việc đó bác gái sẽ lo. Cháu cứ cho nó ăn mì gói là sẽ khỏi nhanh thôi. Dạ, mì gói nhà cháu nhiều lắm. Chết cháu rồi bác ơi. Kiệt nhăn nhó khổ sở. Ngồi bên kia đường nhìn sang, Hưng đau đớn nhìn Kiệt và Hà My đang nói chuyện với nhau. Không biết họ nói gì mà cả hai người cùng cười. Đáng lý ra, người đang ngồi ở đó phải là anh mới đúng. Cậu ta lợi dụng lúc Hà My giận anh để tán tỉnh cô ấy. Cậu ta thật tồi. Nếu một người bạn tốt sẽ không làm như vậy. Nhưng trước tiên anh phải gặp được Bích Ngọc để nói cho rõ về tờ giấy nợ mà cô ta đã đánh tráo. Tất cả là do cô ta đã lừa anh, đưa anh vào chồng rồi đe dọa bắt anh phải làm theo ý định của cô ta. Anh mất cảnh giác nên mới bị cô ta lừa. Số tiền ghi trong giấy nợ sau này đi làm có tiền anh sẽ chịu trách nhiệm. Trung hẹn Bích Ngọc ra quán cà phê. Hắn gọi liên tục nhưng không liên lạc được. Đàn em đã gửi ảnh chụp hiện trường vụ án tai nạn sáng nay. Vậy Trung đã làm xong nhiệm vụ mà Ngọc giao. Giờ đến lượt cô phải thực hiện lời hứa giao Hà My cho Trung. Nhưng gọi mấy cụ không được, Trung đi ra đi vào với vẻ bực bội. Thấy vậy, Yến vợ Trung nói giọng mỉa mai. Sao? Mới đi nhà nghỉ hôm qua mà đã bức trước thế kia à? Cô câm miệng ngay cho tôi. Việc gì tôi phải câm? Tôi chưa xé xác nó là may lắm rồi. Tôi cấm cô. Nếu cô làm hỏng việc của tôi thì nên nhớ một xu cũng không có. Anh đang đe dọa tôi đấy à? Tôi không phải đe dọa. Đồ ăn bám như cô mà cũng biết ghen cơ à? Được, nếu anh muốn tôi sẽ làm. Đang bực mình vì gọi cho Ngọc không được, lại thêm con vợ cằn nhằn bên cạnh làm Trung như phát điên. Trung nghĩ mình phải kiềm chế để đạt được mục đích. Có được Hà My rồi, hắn sẽ dứt bỏ Ngọc, cũng như con vợ già vào thùng rác như dứt nùi dẻ lau vậy. Nghĩ đến ngày được ôm Hà My ngây thơ trong trắng trong tay, mà hắn thấy cuộc đời này thật đẹp và thú vị. Trung nhếch miệng cười khó hiểu.